Bastu, đồng phục cao cấp giúp cả tập thể của bạn luôn trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong những bộ đồng phục chất lượng. Miễn phí thiết kế, đồng phục đẹp, chất liệu tốt, giá cả hợp lý, chỉ có tại Lastu. Thông tin chi tiết xem tại website lastu.vn, số điện thoại liên hệ 0966 630 199. Ông chủ thế giới di động, câu chuyện truyền cảm hứng của một tỷ phú tự thân. Khi ông Nguyễn Đức Tài, con trai của một người bán hàng rong, tuyên bố sẽ làm một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp điện thoại di động Việt Nam, rất ít người bận tâm đến những điều mà ông nói. Tất cả mọi người đều cười nhạo tôi, người mà hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mã chứng khoán MVKG kể với phóng viên hãng tin Bloomberg tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là vào khoảng năm 2009. Nhưng ông Tài đã đúng, thế giới di động hiện là một trong những doanh nghiệp bán lẻ điện thoại di động lớn nhất Việt Nam. Và MVKG cũng là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán trong nước. Vậy nên, giờ đây khi ông Tài tuyên bố sẽ đại tu ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, mọi người lắng nghe. Ông nói rằng, tương lai của các cửa hàng bách hóa là rất sáng, đó không phải là câu hỏi liệu tôi có thành công hay không, vấn đề là phải mất bao lâu. Thành công của ông Nguyễn Đức Tài là thành công của một doanh nhân đang cố gắng hiện đại hóa Việt Nam. Với điện thoại di động, ông Tài mở ra cái mà ông gọi là chuỗi cửa hàng trên phố lớn đầu tiên. Ở đó khách hàng sẽ cảm thấy yên tâm về chất liệu và nguồn gốc thiết bị. Đối với ngành công nghiệp thực phẩm, doanh nhân nhiều tham vọng này đang cố gắng thay thế thợ truyền thống bằng các cửa hàng bách hóa. Và cửa hàng bách hóa đầu tiên của ông Nguyễn Đức Tài đã được khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016, bán các loại thực phẩm bao gồm rau, thịt, cá có nguồn gốc rõ ràng và các mặt hàng thiết yếu khác như mì ăn liền, đồ uống. Ở chợ truyền thống, thực phẩm được bày bán ngoài trời tại những địa điểm không phải lúc nào cũng hợp vệ sinh. Người mua không biết chính xác nguồn gốc sản phẩm và giá cả không được niêm yết. 376 cửa hàng. Chuỗi bách hóa xanh của ông chủ thế giới di động hiện có 376 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ của chúng tôi là chiếm được 10% thị phần hàng thực phẩm và đồ uống trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam vào năm 2022. Điều này sẽ làm doanh thu của thế giới di động tăng lên gấp đôi so với con số gần 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Tất nhiên, ông Tài đang đi theo một con đường giống như trước đây, 15 năm trước. Trong khi điện thoại di động tạo nên cơn sốt trên toàn cầu thì thị trường Việt Nam lại gần như im ắng bởi mức giá quá đắt. Ông nói, vào thời điểm đó, chỉ có các giám đốc hoặc những người giàu mới có thể mua được một chiếc điện thoại di động. Việc sở hữu thiết bị điện tử này dường như là không thể đối với nhiều người và tôi nghĩ chúng tôi cần phải làm một điều gì đó để thay đổi tình hình. Vì vậy, vào năm 2003, ông Tài đã rời bỏ vị trí giám đốc chiến lược tại một công ty điện thoại để lập ra doanh nghiệp riêng. Ông mở 3 cửa hàng trong một con phố nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng thất bại chỉ vài tháng sau đó vì địa điểm không phù hợp và chưa thể giành được niềm tin của người tiêu dùng. Trong lần thứ hai thử đặt cược vận may của mình vào năm 2004, ông Nguyễn Đức Tài đã cùng với 4 người bạn lập nên thế giới di động. Lần này các cửa hàng được đặt trên những con phố lớn và bán các thiết bị có ghi rõ xuất xứ. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, thế giới di động đã có 1.065 cửa hàng trên khắp Việt Nam và chiếm 45% thị phần điện thoại thông minh và điện thoại di động trên cả nước. Tính tới cuối năm 2017, tổng số thuê bao điện thoại ở Việt Nam ước tính đạt 120 triệu thuê bao, lớn hơn tổng dân số của Việt Nam thời điểm đó là 97 triệu người. Doanh thu điện thoại di động cũng đã tăng mạnh nhờ kinh tế phát triển. Cơ hội đến chớp nhoáng và thị trường phát triển nhanh vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng, ông Tài chia sẻ. Ông chủ thế giới di động lớn lên trong một gia đình nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ ông từng rong ruổi trên những con đường với gánh xôi và bánh cuốn để mưu sinh. Những năm tháng tuổi thơ vất vả đã thôi thúc ông Nguyễn Đức Tài đặt ra mục tiêu cho mình, đó là phải nỗ lực để khiến cho cuộc sống của bố mẹ được tốt đẹp hơn. Ông nói rằng, tôi luôn muốn nghĩ lớn và làm lớn. Cổ phiếu tăng chóng mặt. Thị giá cổ phiếu của thế giới di động đã tăng hơn 6 lần kể từ khi được niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2014. 10 chuyên gia phân tích thì có 9 người nhận định mua đối với mã MVKG. Thế giới di động cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được Forbes châu Á vinh danh trong top 50 công ty niêm yết hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2017, Asia's Forbes 50 vào cuối tháng 9 2017. Ông Tài chia sẻ rằng hiện tại giấc mơ của tôi là đạt cột mốc doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Tuy nhiên, bách hóa xanh mới chỉ đóng góp 3% doanh thu cho thế giới di động trong 4 tháng đầu năm 2018. Các lãnh đạo công ty cũng thừa nhận chuỗi này đang trong giai đoạn thử nghiệm và sửa sai. Họ đã phải đóng cửa 3 cửa hàng và hủy kế hoạch mở 7 cơ sở khác. Kế hoạch số cửa hàng bách hóa xanh mới năm 2018 cũng giảm từ 1.000 về 500. Giai đoạn chưa ổn định. Bách hóa xanh vẫn đang trong giai đoạn chưa ổn định. Theo ông Nguyễn Đức Hiếu, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Rồng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nhận xét,
Ông nói thêm, đây không phải ngành công nghiệp dễ dàng vì cần chuỗi cung ứng tốt. Việc này rất khó vì không nhiều công ty lớn đủ sức cung cấp thịt và rau. Thị trường này rất lớn nhưng việc thực thi thì không hề dễ dàng. Dù vậy, ông chủ Thế Giới Di Động vẫn không nản chí. Khi khởi nghiệp, ông chỉ có hơn 30.000 đô la Mỹ. Giờ đây, cổ phần của ông trong Thế Giới Di Động đã có giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ theo tính toán của Bloomberg. Ông Tài cho biết càng có nhiều tiền bạc, ông càng ít quan tâm đến của cải. Chris Ford, đến từ Mekong Capital, nhà đầu tư khá sớm ở Thế Giới Di Động, mô tả ông Tài là doanh nhân hết sức bình dị. Được biết, trong một chuyến công tác nước ngoài, ông Tài vẫn ở chung phòng với 3 người khác. Ông Tài cho biết thói quen mặc áo phông lâu nay của ông chỉ là để tiết kiệm thời gian và tập trung cho công việc. Ông nói rằng, nghĩ chuyện hôm nay mặc gì thôi cũng mệt lắm. Tôi muốn dành thời gian đó nghĩ về cách phát triển công ty hơn. Theo báo Hà Tĩnh, Độc Đáo TV tổng hợp. Xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.